Dạ vâng, clip này thì em quay cho các bác xem có vài cục đẩy mới về ha. Đẩy gồm có một con Ramsa 2 đèn vu ha. Con này là con Ramsa 9200. Đấy, và em về thêm được một con Cred Audio VSL 900 ha. Bên đây là một con Classic Pro CB1000 này. Đấy, và phía trước này thì em có một cái đầu táp ha. Đấy, đầu táp, đầu deck này các bác này. Cassette ha. Và đây là một cục đẩy Yamaha. Rồi em quay cho các bác xem cái đầu này trước này. Đấy, thương hiệu Pioneer, model là CT405 ha. Rồi các bác cùng xem mặt mũi thì còn rất là mới. Đấy, volume các bác này. Và đây là cái xài băng ha. Đấy, xài cassette này. Và đây là hai cái đèn vu ha. Hai cái đèn vu. Đấy, tất cả là còn sống hết các bác ha. Đèn vu, đèn còn sống hết, điện sống hết. Đấy, chỉ có cái này thì em không có đầu băng em test này. Này, cái này thì không có test được ha. Coi như em chỉ bao nguồn ha, bao nguồn cho các bác, tất cả là sống hết ha. Rồi, đây là nút nguồn này. Pioneer CT405 còn rất đẹp ha. Rồi, đây là phía trên nắp lưng này. Đây em mở cho các bác xem cái nội thất của nó luôn ha. Bên trong thì còn rất là mới các bác và tất cả là zin tuyệt đối hết. Này, các bác xem bên trong đây ha. Đấy, hàng của Pioneer. Rồi, và đây các bác xem này, phía trên này. Đấy, tất cả là zin tuyệt đối hết. Rồi, và đây là phía sau của cái đầu đây ha. Đấy, in boot, out boot này. Rồi, Pioneer ha. Tab deck các bác này, cassette này. CT405, đấy, đi 100V này. Đấy, công suất tiêu thụ 10W ha. Rồi, cái đầu này em cũng xin báo giá với các bác luôn. Đấy, đầu này thì em bán là 2 triệu đồng bao ship ha. 2 triệu đồng bao ship toàn quốc này. Đấy, tất cả là đèn đuốc là sáng hết ha. Sống hết, zin sống hết. Đấy, 2 triệu đồng là em bao ship toàn quốc này. Rồi, và tiếp theo là một cục đẩy Yamaha. Đây, Yamaha B3200 này. Hai cân hai volume đây, một nút nguồn này. Đấy, mặt mũi thì còn rất đẹp ha, các bác xem qua này. Đấy, mặt mũi cực kỳ đẹp. Rồi, đây là phía trên nắp lưng đây. Rồi, và tiếp theo là bên trong ha. Đây là một dòng đẩy Nhật giá rẻ. Đây, bên trong nội thất các bác này. Một cái nguồn xuyến đây. Đây là 6 tụ lọc ha. Rồi, và các bác cùng xem bí mật bên trong. Tất cả là còn nguyên bản hết. Rồi, và cũng còn khá là mới hết ha. Rồi, các bác xem em đếm sò cho các bác này. Đây, một cái chân sò này ha. Chân sò này. 1, 2, 3 này. 4, 5, 6 các bác này. Đấy, 6 về đây, 6 nữa ha. À, xin lỗi các bác, 6, 7, 8, 9, 10. Ở trên tổng cộng là 10 sò ha. Ở dưới 10 sò nữa, nó có 2 lớp. Trên dưới là 20 ha. 20 với 20 là 40. Con này chạy 40 sò than nhỏ các bác. Sò than SK ha, sò than nhỏ. Rồi, đây là phía sau đây. Đấy, chậm loa ha. Và công suất của con này là tổng 1000W ha. Đấy, CT là 500W 1 cân trên 4 ohm này. Đấy, còn các bác chơi 8 ohm thì nó tầm 400 hoặc là 350W 1 cân ha. Rồi, chế độ CT thì nó là 4-8 ohm, drift là 8-16 ohm. Con này điện 100V các bác này, hàng nội địa Nhật ha, công suất tiêu thụ là 350W này. Đường vào là Canon hoặc là 6 ly ha. Đấy, chạm loa đây. Rồi, con 3200 này thì các bác có thể đánh được một cặp bắt 40 của Nhật ha. Đấy, và hoặc là một cặp 30 của Mỹ. Đấy, BC, à con B3200 này. À, tình trạng máy còn đẹp ha, nguyên bản hết, hát tốt rồi. Rồi con này là 4 triệu đồng các bác ha. 4 triệu đồng là em bao ship toàn quốc này. Đấy, 4 triệu đồng là em bao ship. Rồi và tiếp theo là một cục đẩy của nhà Classic Pro ha. Con này là hàng Mỹ xuất Nhật. Model là CB1000 này. Đấy, CB1000 ha. Con này thì mặt mũi về còn đẹp lắm. Này các bác xem qua này. Hàng đẹp ha. Và đây là bên trong nội thất này, nắp lưng thì em mở sẵn ra ha, nắp lưng thì nó hơi xước nhẹ nhẹ thôi. Đây, những cái vết xước dăm dăm thôi các bác. Đấy. Rồi, và đây là bên trong nội thất đây, rất là mới ha, bên trong là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, nguồn xuyến lớn này, 4 tủ lọc này các bác này. Và nó chạy sò than Toshiba của Gia Băng ha, chạy sò than lớn này. Đấy. Con này chạy tổng cộng 16 con ha, các bác xem ở trên 4 con này, ở dưới 4 con nữa ha, nó có 2 lớp, là tổng cộng BD8 này, BD8 nó là 16 con. 16 sò than ha, Toshiba của Sao Băng. Con này thì đáp ứng cho các bác đánh một cặp full 40, rất là căng.
Đây phía sau đây hai quạt tản nhiệt hai bên này, cầu loa đây. Rồi các bác cùng xem điện 100V ha, công suất tiêu thụ là 370W này. Đấy, các bác có thể ra loa bằng đường Neutrik nữa này. Và đường vào là căn 5 hoặc là 6 ly ha. Đấy. USA các bác. Xuất Nhật ha, điện 100V. Công suất ra loa không thể đề ha, nhưng mà các bác chơi một cặp 40 là vô tư. 16 sò lớn ha. Con này thì em bán rất nhiều rồi. Đấy. Rồi CB1000 em có xin báo giá với các bác là con này là 4,5 triệu ha. 4,5 triệu là em bao ship này. Đấy, tình trạng máy còn rất đẹp ha, và xin tuyệt đối hết hát tốt rồi. Đấy, 4,5 triệu là em bao ship. Rồi và tiếp theo là một cục đẩy Mỹ ha. Một cục đẩy Mỹ. Con này con Crest Audio. Model là VSL900 này. Đấy, tiếng con này siêu nét luôn các bác. Con này ha, Mỹ nồi. Tiếng cực kỳ nét luôn và đánh rất là lực. Đấy, nó có những cái đèn báo ở đây ha, và hai cân hai volume này, một nút nguồn đây. Đấy, con này các bác chơi karaoke tiếng cực kỳ hay này. Đấy. Nghe nhạc nó cũng sáng ha. Dòng Crest Audio rất là hay. Rồi, và nắp lưng đây ha, nắp lưng cũng còn mới lắm. Rồi, và đây là bên trong nội thất. Rồi, con này các bác chơi một cặp full 40 rất là căng, một cái nguồn lớn các bác này. Bốn tủ lọc đây ha. Đấy, tủ lọc Mỹ, tủ lọc màu xanh này. Đấy. USA hết ha, made in USA hết những con tụ này. Rồi, và đây là những cái thủy mặt ha, có cái lớp giấy đậy lại. Đây, thủy mặt bên trong các bác này. Nó chạy tổng cộng là 16 sò ha, 16 sò than lớn. Đấy, nó giống như cái con CB1000 ha. Chạy 16 sò than lớn các bác. Đấy, thủy mặt trong đây này. Đấy, đồ Mỹ các bác xem ha. Rất là cao cấp. Đấy, 16 sò than lớn ha. Đây là phía sau đây, đường vào là 6 ly ha, duy nhất là 6 ly thôi. Đấy, USA các bác này. Rồi các bác cùng xem đây ha. Con này cái nguồn điện của nó là 220 cho tới 240. Đấy, dòng Mỹ xuất thị trường châu Âu ha. 220 cho tới 240 này. Và cái con VSL900 á thì nó được công suất là 450W một cân ha. Đấy, 450W một cân các bác. Tổng công suất là được 900W ha. Đánh từ 4 đến 8 ohm. Rồi, con này thì các bác chơi full 40 rất là căng rồi, nhẹ nhàng luôn. Tiếng của nó thì các bác khỏi chê ha. Cực kỳ nét và sáng luôn. Đánh lực lắm con này ha. Rồi, VSL900 Crest Audio ha, con này là 6,8 triệu các bác này. 6,8 triệu là em bao ship ha. Rồi và cuối cùng là một con đẩy Nhật Ramsa. Đấy, con này dành cho bác nào mà thích sự cổ điển này. Đấy, cục đẩy ha, cục đẩy có hai đèn vu này. Đấy, đèn vu màu vàng ha, hai cân hai volume hai bên đây. Đấy, một đốt nguồn đây. Và thương hiệu Ramsa, model QB9200 ha. Này các bác xem con này về nó còn cái quai bên hông nữa này. Đấy, phía trước là quai sắt ha. Mặt mũi thì cũng còn đẹp lắm, các bác đã xem qua này, mặt mũi này. Đấy, rất là đẹp ha. Và cái đặc trưng của con này các bác này là cái volume của nó ngắt không có hết ha. Đấy, em về 10 con đi 10 luôn. Và ở trên mạng họ bán họ cũng nói ha, là cái volume này khi mà mình vặn nhỏ hết xuống á, nhỏ hết xuống hai bên ha, thì nó vẫn còn một xíu nhạc. Đấy. Cái dòng này nó vậy các bác, chứ không phải là volume nó hư ha. Cái dòng này nó vậy. Đấy, khi mà các bác vặn nhỏ hết cút xuống ha, thì nó vẫn còn hát một tí xíu nhạc. Đấy, đặc trưng của dòng này nó là vậy ha. Rồi, và đây là phía trên nắp lưng đây. Đấy, nắp lưng còn đẹp ha. Hai bên hai tản nhiệt này. Đấy, con này màu trắng. Rồi, và đây là bên trong nội thất đây. Nội thất con này cũng khá là gấu. Đấy, chạy một cái nguồn phiến lớn ở đây các bác này. Và đây là bốn con tủ lọc màu xám ha. Bốn con lọc lớn luôn các bác. Đấy, và con này nó chạy 16 sò than Schenken 2 vít ha. Các bác xem ở đây này, sò lớn ở đây này. Ở trên đây 4 con ha, ở dưới 4 con nữa. Đấy, nó có hai lớp. Tổng cộng bên đây 8 sò ha, bên đây 8 sò nữa này. Sò than Schenken 2 vít. Đấy, tổng cộng 16 con ha. Rất là khỏe. Rồi đây là phía sau đây. Bốn cái chân đế đây ha. Đấy, cái chân này thì nó hơi nứt cái cao su. Rồi và đường vào là 6 ly hoặc là Canon ha. Đấy, đường ra loa đây, Neutrik hoặc là đường đỏ đen. Rồi các bác cùng xem con này ha, điện 100V này. Đấy, hàng nội địa Nhật ha, công suất 630W các bác này. Đấy, đánh 4 đến 8 ohm ha. Rồi Ramsa 9200. Con này các bác dùng để nghe nhạc hoặc là karaoke đều được ha. Karaoke thì mình ghép loa tầm bass 30 ha. Bass 30 thôi. Còn các bác nghe nhạc thì mình ghép 40 vô tư ha. Nghe nhạc thì nó nhẹ, karaoke thì nó nặng các bác. Đấy,
nghe nhạc ghép loa 40V4. Này có hai đèn vô ha, rất là cổ điển, nó vẫy đẹp các bác. Giống như Pioneer 7800 ha. Rồi con này em cũng xin báo giá với các bác luôn. Đấy, con này là 7 triệu đồng ha. 7 triệu đồng này em bao ship toàn quốc này. Đấy, 7 triệu đồng bao ship toàn quốc. Tất cả là nguyên bản hết và hát tốt rồi ha. Bắt đầu quan tâm thì các bác gọi giúp em. Đây, Zalo và số điện thoại của em này 0981 384 842. Và em cũng xin chào các bác nhé.